Alo, xin chào 500 anh em, lại đến với kênh chó săn miền Trung của mình. Hôm nay là mình đi tìm lợn nha anh em, hy vọng là sẽ gặp lợn và có clip cho anh em xem. Hôm nay mình dẫn đi chỉnh con chó của mình nha. Vâng, sẽ có clip săn được lên rừng này phải làm châm ngọc. Giờ mình đang chuẩn bị treo lên bắt này. Đây. Đây, đây này. Đây, anh em thấy không? Như ba con là vậy. Ba con. Con đen hai con này, bởi long phùng trắng hai con nữa. Chúng tôi tiếp tục tết để bung đứng lên lên đó mà gọi lại cho hắn lên xuống như qua phun lên xuống. Ra lên đó lại cho hắn ta. Ê, thả được con xuống được chút được. Không có đâu, bên cái con này bao con trùn nó. Đủ mà để ba cái thì có để ta. Đi dậy có đủ mà cái một con một cái để ba. Bang. Không kể không có.